Dạ, em một bộ bài bình thường nhá. Một bộ bài. Chào. Một bộ bài nhá. Đây, anh vẫn còn con. Vẫn kỳ. Rồi, anh vẫn còn này. Có được sao anh? Anh được xem. Anh không cần xem không? Rồi. Anh có thể cho mọi người xem, được chưa? Được chưa? Để anh cho mọi người lại. Con này bán đạo ấy. Con này bán đạo không? Bây giờ em sẽ cháo bộ bài lên theo một cái cách mà nó không giống như những cách khác. Anh sẽ chia bộ bài thành nhiều phần. Này đi. Chia đều nhá. Không, em đã bảo là em sẽ cháo nó theo một cái cách mà nó không giống với cái cách khác mà. Đây. Ờ. Đây. Thêm này đi. Đây. Thêm này nhá. Thêm nhá. Đây nhá, chưa? Ờ. Đấy chưa? Ok rồi. Cháo tiếp này. Ừ. Chưa? Thêm cái cháo đi. Ok, cái bộ bài là tạm thời là anh nhìn là được cháo rồi đúng không? Đúng rồi. Anh nhớ con đấy của anh rồi đúng không? Vậy em sẽ tiếp tục xào bộ bài lên theo một cái cách nó lại khác tiếp. Nha anh. Em lại xào nha anh. Chưa? Anh có thể thấy là cái bộ bài nó sẽ đi theo một cái hướng nó rất lộn xộn đúng không? Chào thế. Rồi ok chưa? Bây giờ em sẽ tìm ra con bài của anh. Nhưng mà theo một cái cách mà không giống như cách thường chúng ta vẫn đây rồi đúng không? Bây giờ em sẽ vui từ từ. Xin lỗi. Đâu nhá, em còn chưa kịp bẻ. Em chưa kịp bẻ. Bây giờ anh nhìn thấy là em đã xào một bài lên mà nó đang lật úp đúng không? Ừ. Bây giờ em sẽ làm thế nào cho bài nó quay về trạng thái bắt đầu. Và chúng ta có thể chúng ta có thể tìm ra con bài của anh. Đây. Cho đấy, về trạng thái bắt đầu. Đây anh nhìn nhá. Đây là một bài sẽ về trạng thái bắt đầu. Tất cả các con đều được úp hết xuống. Quay. Chưa? Và sẽ có một con là con bài của anh. Đâu, đó phải con đấy. Đó con bài của anh chưa? Điên. Con bài là con bài của anh đó. Mời anh lấy con bài của anh. Mình rất hay là thật mà nhìn con bài thì bá đạo. Sao? Bá đạo? Bá đạo léo, mẹ con này mà con hai không? Con hai của anh không? Không. Không phải à? Ừ. Thật à? Ừ. Chết rồi. Chết rồi. Thế em làm nhầm ở đâu đấy rồi? Đưa sao lại clip vào?